Hello mọi người, xin chào mọi người. Hôm nay cùng mình review món lạp xưởng nướng đá mọi người nhé. Wow. Mình có order 5 cái, 15.000 một cái mọi người ạ. Và người ta ship đến đây, có tặng kèm một nọ lọ ớt mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ review món này cho mọi người xem nha. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị coca, trồng ngấy mọi người ạ. Mình sẽ cho lọ ớt này ra đây. Mùi ớt rất thơm mọi người ạ. Mời mọi người nhá. Mình sẽ ăn thử một cái không chấm gì trước. Mời mọi người. Đây mọi người ạ. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Vị nó thơm thơm ngọt ngọt. Rất mềm mọi người ạ. Trong nhân rất là nhiều mềm. Mướt, mọng nước mọi người ạ. Khá là ngon đấy mọi người ạ. Sau khi ăn cái đầu tiên thì mình cảm thấy rất là mềm, thơm, ngọt. Có vị hơi ngọt ngọt nhẹ và rất mọng nước mọi người nhé. Nếu mọi người ăn mà không chấm với cái này ấy, cái ớt người ta tặng kèm ấy, thì cảm giác nó hơi hơi giống nửa xúc xích, nửa kiểu lạp xưởng mọi người ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái tiếp theo nhé mọi người nhé. Cái này mình sẽ chấm với tương ớt, à, ớt bột được tặng kèm của quán mọi người nhé. Mời mọi người nhé. Cái ớt này nó cay cay, tê tê, nhẹ nhẹ mọi người ạ. Chấm với món này khá là hợp đấy mọi người ạ. Nó cũng nóng hổi mọi người ạ, nó cũng đang khói bốc khói này. Mình sợ ăn cái này nó ngấy ấy. Nên mình có chuẩn bị một vài lát chanh và một chút coca để giải ngấy mọi người nhé. Nhưng mà nếu mọi người chấm với cái tương ớt này ấy, thì nó sẽ không ngấy một tí nào đâu mọi người ạ. Sẽ rất hợp luôn mọi người nhé.
ăn một cái bát bột đi kèm, mày cảm giác nó tăng cái vị ngon đấy mọi người, cảm giác rất kích thích và cuốn đấy mọi người nha. Mình nghĩ mọi người sẽ ăn được khoảng 2 4 cái đấy mọi người, ăn rất là ngon nha. Sau khi mình ăn 2 cái xong mình cảm giác hơi ngấy một chút mọi người. Mình sẽ chống ngấy bằng một lát chanh mọi người nha. Mình sẽ chấm với ớt bột người ta tặng mọi người. Đây này mọi người. Dành này cực kỳ hiệu quả luôn mọi chấm đậm với cái ớt bột này ăn cực cuốn mọi người nhá. Đây này, mọi người nhìn thấy không ạ? Siêu cay luôn mọi người. Cảm giác tê cay mọi người ạ, càng ăn kiểu vị càng cuốn á, sẽ là một món ăn chơi rất là thú vị ạ. Rồi. Sau khi mình ăn xong 3 cái thì cảm giác rất là tuyệt vời mọi người ạ. Nhưng mà mình chỉ ăn được 3 cái thôi. Ăn được 3 cái là mình no quá rồi mọi người ạ. Chắc mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay thì mọi người hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người nhé. Mọi người còn muốn mình review món gì nữa thì mọi người để lại cho mình bên dưới mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.